Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ông Trump chê cuộc phỏng vấn của bà Harris. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích bà Kamala Harris về phong cách trả lời của bà trong cuộc phỏng vấn với CNN, đánh dấu lần đầu tiên bà Harris nhận phỏng vấn kể từ khi bắt đầu tranh cử. Trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 29 tháng 8, ông Trump cho rằng câu trả lời của bà Harris không mạch lạc và cho rằng các giá trị của bà chỉ như vậy. Ông cũng cáo buộc rằng nếu bà Harris đắc cử, Mỹ sẽ mở cửa biên giới, cho phép người nhập cư bất hợp pháp hưởng lợi, tịch thu súng, cấm ô tô xăng và giải thể cảnh sát. Ông Trump tuyên bố rằng nước Mỹ sẽ trở thành miền đất hoang. Ngay sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, ông Trump đã mô tả buổi phỏng vấn là nhàm chán và tài khoản Trump War Room đã chế giễu bà Harris vì đã đưa theo Phó tướng Tim Walz thay vì trả lời một mình. Tài khoản này chỉ trích bà Harris vì lảng tránh báo giới suốt 39 ngày trước khi tham gia cuộc phỏng vấn chung. Trong cuộc phỏng vấn, bà Harris giải thích về các chính sách của mình, công kích đối thủ là ông Trump và tri ân Tổng thống Joe Biden. Bà cho biết nếu đắc cử, bà sẽ thực hiện các chính sách để hỗ trợ tầng lớp trung lưu ngay trong ngày đầu tiên tại Nhà Trắng. Bà cũng cam kết sẽ bổ nhiệm một đảng viên Cộng Hòa vào chính quyền và giữ đúng cam kết trở thành Tổng thống vì tất cả người dân Mỹ. Bà giải thích rằng thời gian làm Phó Tổng thống đã mang đến cái nhìn mới về các vấn đề cấp bách, dẫn đến sự thay đổi quan điểm về khai thác dầu đá phiến và vai trò của cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE. Bà Harris nhấn mạnh rằng các giá trị của bà không thay đổi. Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa bà Harris và ông Trump dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9. Bà Harris, ông Trump vẫn dùng chiêu trò cũ rích. CNN ngày 29 tháng 8 phát sóng cuộc phỏng vấn của ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris cùng Phó tướng Tim Walz. Người thực hiện cuộc phỏng vấn là Dana Bass, một trong hai nhà báo CNN từng điều phối cuộc tranh luận giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden hồi cuối tháng 6. Bass đặt câu hỏi với Harris về những bình luận của ông Trump xoay quanh màu da của bà. Tháng trước, cựu Tổng thống Trump đặt câu hỏi liệu Phó Tổng thống Harris có thực sự là người da đen hay không và ám chỉ bà cố thể hiện điều đó vì mục đích chính trị. Bà ấy luôn có gốc gác Ấn Độ và chỉ luôn quảng bá mình là người gốc Ấn. Ông nói, tôi không biết bà ấy là người da đen cho đến tận nhiều năm trước khi bà ấy bỗng nhiên thể hiện mình là người da đen và giờ bà ấy muốn được biết đến là người da đen. Phó Tổng thống Harris có mẹ sinh ra ở Ấn Độ, còn cha đến từ Jamaica. Bà Harris chỉ trả lời ngắn gọn về câu hỏi của Bass, đó là trò cũ rích và nhàm chán, xin mời câu hỏi tiếp theo, rồi bật cười. Bà Harris cho biết nếu đắc cử, ngay trong ngày đầu tiên tại Nhà Trắng, bà sẽ bắt đầu thực hiện một số đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ và củng cố tầng lớp trung lưu. Trong số những đề xuất chính sách này, có kế hoạch về nền kinh tế cơ hội mà bà đã nhắc tới từ khi bắt đầu vận động tranh cử. Phó Tổng thống Mỹ mong muốn giảm giá mặt hàng thiết yếu, đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ các hộ gia đình bằng cách làm giá nhà đất phải chăng hơn, mở rộng khoản ưu đãi thuế cho các phụ huynh nuôi con nhỏ. Bà Harris sẽ bổ nhiệm thành viên Cộng hòa vào nội các nếu đắc cử. Trả lời phỏng vấn đài CNN ngày 29 tháng 8, Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết bà sẽ bổ nhiệm một thành viên đảng Cộng hòa vào vị trí nội các nếu bà thắng cử trong cuộc đua tổng thống vào tháng 11. Đây là lần phỏng vấn đầu tiên kể từ sau khi bà Harris tuyên bố ra tranh cử tổng thống Mỹ. Tôi còn 68 ngày nữa là đến cuộc bầu cử này, vì vậy tôi sẽ không cầm đèn chạy trước ô tô. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ làm vậy chỉ việc bổ nhiệm. Tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng, bà Harris nói. Phó Tổng thống Harris nói rằng việc có một thành viên Cộng hòa trong nội các sẽ giúp bà thực hiện lời hứa trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ. Nhưng bà không nêu tên bất kỳ ai mà bà sẽ cân nhắc. Tôi nghĩ sẽ có lợi cho người dân Mỹ nếu có một thành viên trong nội các của tôi là đảng viên Cộng hòa, bà Harris cho hay. Cũng trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về sự thay đổi trong lập trường chính sách liên quan biên giới và khí hậu, Phó Tổng thống Harris lập luận rằng các giá trị của bà không thay đổi. Tôi nghĩ khía cạnh quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất trong quan điểm và quyết định chính sách của tôi là các giá trị của tôi không thay đổi, bà Harris nhấn mạnh. Nhóm tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Harris chi 370 triệu đô la Mỹ tiền quảng cáo.
New York Times ngày 17 tháng 8 cho biết, nhóm vận động tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2024 của Đảng Dân Chủ, xác nhận họ sẽ chi 370 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch quảng cáo dự kiến bắt đầu sau ngày lao động của Mỹ ngày 2 tháng 9 đến khi cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 năm 2024. Trong tổng số 370 triệu đô la Mỹ đó, khoảng 200 triệu đô la Mỹ được chi cho quảng cáo kỹ thuật số. Động thái được kỳ vọng giúp bà Harris tiếp cận cử tri thông qua các thiết bị điện tử như điện thoại hay máy tính. Số tiền 170 triệu còn lại sẽ dành cho các đợt quảng cáo rầm rộ trên truyền hình. Đây là một trong những chiến dịch quảng cáo hiện đại của năm 2024. Chúng tôi sẽ không mắc kẹt vào thời đại cũ nữa khi mà 80% ngân sách thường dành cho quảng cáo truyền hình, Quentin Fowle, phó giám đốc chiến dịch tranh cử của bà Harris nói. Theo lời ông Fowle, chúng tôi phải đảm bảo rằng cử tri biết đến bà ấy và đồng thời chúng tôi phải đảm bảo rằng mình có thể tạo ra sự tương phản giữa hình ảnh của bà Harris và ứng viên Donald Trump. Dù chỉ quảng cáo truyền hình chiếm tỷ lệ thấp hơn, số tiền quảng cáo truyền hình mà nhóm vận động tranh cử của bà Harris dự kiến chi tại các bang chiến trường như Pennsylvania và Wisconsin sẽ cao gấp đôi con số mà nhóm tranh cử của Tổng thống Joe Biden bỏ ra năm 2020. Tại bang Georgia, con số thậm chí cao gấp 4 lần và gấp 6 lần tại bang Nevada, tiểu bang ít dân nhất trong nhóm các bang chiến trường. Cụm từ được dùng để mô tả những khu vực có tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng viên Dân Chủ và Cộng Hòa có sự bám đuổi xích sao. CNBC tiết lộ khoản chi quảng cáo của nhóm bà Harris có thể tăng lên khi ngày bầu cử đến gần hơn, bởi con số vừa được công bố chủ yếu là phần mà họ đặt chỗ sớm với các khung giờ phát sóng quan trọng tại các nhà đài và công ty công nghệ. Chưa rõ nhóm tranh cử của ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump chi bao nhiêu cho quảng cáo. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ cho rằng nhóm bà Harris đang chi tiêu liều lĩnh và phù phiếm vì họ chẳng biết cách vận hành một chiến dịch tới chiến thắng. New York Times cho hay, tính đến tháng 8 năm 2024, tài khoản phục vụ vận động tranh cử của ông Trump có 327 triệu đô la Mỹ, thấp hơn con số 377 triệu đô la Mỹ của bà Harris. Cộng hòa nỗ lực kiềm chế ông Trump. Theo The Hill, ngày 12 tháng 8, Đảng Cộng hòa đang thuyết phục cựu Tổng thống Trump tập trung vào các chính sách mà ông vạch ra trong cuộc đua vào Nhà Trắng, thay vì liên tục chỉ trích Phó Tổng thống Harris. Đảng Cộng hòa khẳng định họ có thể giành lại Nhà Trắng vào tháng 11 nếu cuộc bầu cử là về các vấn đề như nhập cư và kinh tế. Nhưng họ lại lo ngại ông Trump có những phát ngôn gây phản tác dụng và không cần thiết. Các vấn đề hàng đầu của cử tri hoàn toàn có lợi cho ông Trump trong 70 ngày cuối cùng, đó sẽ là chìa khóa. Bởi vì tôi nghĩ khi nói đến các vấn đề quan trọng như nhập cư, kinh tế thì chắc chắn là những vấn đề lớn và những vấn đề đó có lợi cho ông Trump. Một cựu quan chức Nhà Trắng dưới thời ông Trump nói với The Hill. Ông Trump cũng thỉnh thoảng tấn công Phó Tổng thống Harris về vấn đề nhập cư và gọi Phó Tổng thống là sa hoàng biên giới. Tuy nhiên, theo The Hill, chiến lược này bị lu mờ trước những thông điệp bất nhất của ông Trump. Kể từ sau khi Phó Tổng thống Harris tuyên bố tranh cử, ông Trump đã khiến các đồng minh tức giận vì thiếu tính nhất quán trong thông điệp tranh cử. Khi đó, cựu Tổng thống đã tấn công bà Harris về nguồn gốc của bà, hay cáo buộc bà ngụy tạo những đám đông dự các sự kiện tranh cử và thậm chí chỉ trích thống đốc Đảng Cộng hòa của bang Georgia. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cũng khuyên rằng ông Trump nên ngừng đặt câu hỏi về quy mô đám đông trong các cuộc vận động tranh cử của Phó Tổng thống Harris và thay vào đó là tập trung vào bà với tư cách là một ứng cử viên. Ông McCarthy cho rằng ông Trump cũng nên chỉ trích bà Harris về vấn đề lạm phát, lưu ý rằng Phó Tổng thống là lá phiếu quyết định về các dự luật quan trọng đã định hình nên chính quyền Biden-Harris. Cựu Chủ tịch Hạ viện cũng thúc giục ông Trump chỉ trích Phó Tổng thống Harris vì đã thay đổi lập trường về một số quan điểm chính sách trong vài năm qua. Dù vậy, đội ngũ tranh cử của ông Trump phản bác về những bình luận cho rằng cựu Tổng thống thiếu tính nhất quán và cần phải thay đổi cách tiếp cận. Tổng thống Trump là một chiến binh không bao giờ lùi bước và chiến dịch của chúng tôi là một cỗ máy kỷ luật, hoạt động trơn tru theo sự dẫn dắt của ông ấy. Thư ký báo chí của ông Trump, bà Caroline Levitt cho biết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.